Và để khi đề phương thức get name thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức override. Là... Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với học TypeScript cơ bản bài 15 class phần 3. Trước khi đi vào bài mới thì chúng ta sẽ chữa bài lần trước, điền vào chỗ trống class square, chỗ trống rectangle, điền vào để có thể kế thừa. Và đáp án của chúng ta đấy là extend. Chúng ta sẽ dùng extend để kế thừa class. Chúng ta sẽ đi sâu vào class ở bài hôm nay. Chúng ta sẽ học về override. Override dùng để thay thế các thành phần của lớp cha. Chúng ta hãy đi vào xem ví dụ sau. Ở đây tôi có hai class, một là class người, hai là class sinh viên. Extend từ class người. Và chúng ta cùng có một hàm get name. Và để khi đề phương thức get name thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức override. Khi chúng ta sử dụng từ khóa override này thì chúng ta sẽ sử dụng get name của sinh viên chứ không phải là get name của người nữa. Nó sẽ trả ra cho chúng ta là họ và tên sinh viên là tiếp theo chúng ta sẽ đi đến kiến thức thứ hai, đây là lớp dẫn xuất abstract class. Ở abstract class thì chúng ta không cần phải triển khai tất cả các thành phần, cũng lấy ví dụ ở hai class người và sinh viên như ở dưới. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng class người là abstract lớp dẫn xuất. Khi đấy hàng của chúng ta get name chúng ta abstract như thế này thì chúng ta sẽ không cần định nghĩa hàng, và ở dưới thì chúng ta cũng không cần chữ override nữa, chúng ta sẽ định nghĩa luôn. Và lớp nào mà kế thừa từ lớp dẫn xuất thì bắt buộc phải định nghĩa hàm dẫn xuất của lớp cha. Đây, chúng ta không định nghĩa lại hàm get name, hàm abstract này thì sẽ lỗi ngay. Chúng ta cần phải định nghĩa lại lớp dẫn xuất, hàm dẫn xuất của lớp dẫn xuất. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Và để ôn lại bài tập thì các bạn hãy điền vào chỗ trống để ghi đề phương thức. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.